ăn ngon nhá. Nhá. Ý nghĩa nào? Yeah. Ăn ngon nhá. Nào, ăn miếng nữa nào, ăn miếng nữa. No chưa? Đi làm việc thôi nhờ.
nè. Từ từ nè. Bye bye. À, xong rồi. Con ngồi đây nhá. Nhá. Tôi làm ghế nhá. Bác bác nhá. Chắc có ý là có mấy như mày xấu quá thì mày chơi thủ mau hơi lò Thank you.
Ơi chắc cơ. Thì sao này? Ơi, đây đi. Ơi. Ơi. Cái bị làm sao đây nhỉ? Không biết đây này bị làm sao ấy nhỉ? Thì làm sao hay đưa đi bệnh viện nhỉ? Thế thì đưa về nhà em đi. Xong là nhà em ở gần đây thôi mà. Nhà em ở gần đây à? Ừ. Đi. Xong là về nhà em, xong là em có một chị ấy làm y tế thôn bản, xong là xem về xem chị ấy bị thế nào, không được thì đưa đi viện sau. Thế đó. Nhá, em đi lấy đồ nhé. Không biết đi lấy đồ gì về. Làm việc với chú nhá.
việc đây nhá. Nhá. Gần tối rồi sao mẹ con chưa về nhỉ? Nhìn nhá, là tay nhá. Nhá. Đây, gần tối rồi sao không thấy mẹ con về nhỉ? Đi đâu này? Chưa thấy về. Không biết mẹ con bị làm sao không nhỉ? Giờ không thấy về đấy. Bây giờ cô ấy bị làm sao nhỉ? Là chuyện gì nhỉ? Làm sao? Đi mẹ ơi, sao giờ chưa thấy về nhỉ? Con bố con mày đi tìm xem mẹ ở đâu nhỉ? Đi tìm mẹ ở đâu nhỉ? Tôi thuê tổng biểu bảy nát hàng rút rủi xin nhỉ rút quả đồ con nóm hay tôi mình hào rô chẳng ăn ruộn à ấm quần à nó cho bái à mà tỏ vật mà tạ áo tỏ thuê toàn biểu bắp bảy nái hàng cứ đuổi xị nhè con nào này bom láng lướm hết tu mì lào nhà con hai hai bắt đầu cho bái à đi mẹ á tao muốn đi tìm mẹ này.
ấy nhá, để em đi gọi chị gái em đấy nhá. Ờ. Xong là em về xem chị ấy xem bị như nào xong. Ê, chú đi gọi chị gái chú này thì vừa xem là bị làm sao này nhá. Vâng. Chị nhà, hôm nay xem chị này không? Em hộ em xem chị không biết vì sao ấy nằm ở vị đường ấy, ngất ở đấy. Đấy, tỉnh rồi đấy. Chị này cũng tỉnh rồi thì anh cũng có việc anh đi về đây. Vâng nhé. Vâng. Thế thì em gửi tiền anh xong rồi. Vâng. Em cảm ơn anh nhé. Vâng, rồi nhé. Thì xong là chị ấy không nản quá cho đi bệnh viện nhé. Vâng. Anh đi về đây. Vâng. 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 Cũng tỉnh rồi đấy. Vâng. Để hỏi xem chị ấy sao. Để. Chị ấy làm sao ạ? Này, huyết áp em tìm vẫn bình thường. Chẳng nên chưa một tí, chị làm bó lại nhé. Vâng, thầy sơ sơ một tí. Không biết vì sao này không sao các lúc này có ai đi qua lao quyền nó không là mới bị ngã. Em có thấy trong người bị đau chỗ nào không? Dạ không, em mệt thôi chị ạ. Chị ơi, chị người ở đâu ấy? Để em đi báo cho người nhà biết là chị bị như này xong là đưa về. Vâng. Chị cô nằm dưới ạ. Ở dưới kia? Vâng. Vâng, thế để em đi báo hỏi xem chị người ở đâu xong là em bảo người nhà chị đầu làng hay cuối làng của chị? À, nhà chị ở cuối làng nhưng mà có cái đồi keo em cứ men theo cái đường đấy là đến nhà chị. Vâng. Thế để em đi báo cho người nhà chị biết nhé. Vâng, thế em giúp chị nhé. Vâng, chị nhà hộ em trông chị này nhé. Dạ. Một lúc để em đi chạy đi em báo cho người nhà để em tìm người nhà chị. Dạ. Đây, đây. Dạ, em cứ đi. Vâng. Thank you.
đi vô nải ra có một tàu ao nè chú đuổi xị phải nay hàng kia này nhỉ không chặt đom nhiều nay chẳng quận nó quận kia này cái nào mê cái gì nào rồi hồi lõi hồi lõm quận cái nào trong ba một quả à? Con ngồi đây ăn nhé, chú nấu cơm nhé, con đói rồi phải không? Á, đói rồi, ngồi đây nhé, bố chú đi nhóm bếp nấu cơm nhé, nấu cháo cho con nhé, ngồi đây nhé. Ê, chờ chú nhá. Chú nhóm bếp đây nhá. Con ơi, ngồi đây nhá. Chú nấu cơm nhá. Đây nhá, chú đi vò gạo nhá. Nhá, ngồi đây nhá. Ơi. Ăn cháo đi. Ăn cháo nhé. Ngồi ngồi đây, ngồi đây nào. Ăn đi nhá. Nào uống ít thôi con. Nào, uống ít. Rồi. À, đây nhá. Đây nhá. À, ăn đi, ăn cháo đi. Ăn đi. Nào, ăn tiếp đi. Hết rồi, ăn đi, đói lắm à, hết rồi. Con no chưa? No chưa? Sao mãi giờ này mẹ con vẫn chưa về nhỉ?
ơi. Có chị bị xe ở, bây giờ đang ở nhà em, anh lên xem có phải vợ anh không? Đi sang. Sao thế này em ơi, tỉnh chưa? Em ơi, em bị sao thế này? Đâu mà ổn quay từ thằng này tới em ơi, tỉnh chưa? Tắm chút vậy, tìm em cả ngày mà không tìm em, thực sự rất lo lắng. Nghe nói là có người bị tai nạn rồi.
Dạ cô ạ. Con nhìn em chọn lắm không? Anh đến rồi ạ? Vâng. Nghe nói là chị tới này đấy ạ? Vâng. Anh ơi, chị này bị xe quỵ này. Nói là chú là người nhận cho anh kia phải không? Vâng. Thế chú có nhớ, có nhìn thấy cái xe va chạm với chị này không? Chú có nhìn thấy cái xe kia không? Có nhìn rõ người hình dáng như thế nào không? Dạ không. Cô có nhìn, có biết cái xe đấy, biển số xe như thế nào không? Hình dáng người như thế nào? Cô có nhìn thấy không? Nhìn rõ không? Em chỉ thấy mang má là xe màu xanh với lại mặc áo mưa màu đỏ. Đến lúc đấy vào khoảng mấy giờ rồi? Đồng khoảng 10 giờ thôi. Rồi, cứ biết cái thông tin như thế đó, thì nó bảo anh xem về sẽ điều tra về cái thời điểm đó, thời gian đấy là xe nào mới đi qua thì anh sẽ xác minh lại những con xe đi bây giờ đấy. Cô cứ làm việc nhé, anh sẽ về tới điều tra làm việc. Có gì là các chú thấy chăm sóc xe nhất, các ngày sẽ về xác minh lại xe. Anh đưa chị về à? Thế chị đã đỡ thế nào chưa? Chị đỡ rồi, chị cảm ơn em nhé. Mấy quá nhờ em nhé. Anh đưa chị về cẩn thận nhé. Anh cảm ơn em nhé. Ăn nữa nào. Này. Con nhà có ngoan không? Châu quá không? Dạ, có rồi. Mà con không được nhé. Đây, con bỏ hết này. Mẹ nhá.
mẹ uống chứ. Con ngồi đây nè, ngồi đây nhá. Là xác minh là cũng chưa biết là rõ cái biển số xe các kiểu, là chúng tôi đang trong thời điểm là đang xác minh bằng cái này, chúng tôi sẽ lại xác minh lại những số thông tin ở xung quanh là mấy chị em nhìn thấy hết, tôi sẽ làm bản tin lại sẽ có thông tin sớm nhất ở báo cáo em là đây là phần cam sự nhờ canh để tìm ra những người gây tai nạn cho vợ em. Vâng, ngày tôi sẽ khẩn trương xác minh làm rõ trong thời điểm sớm nhất cho anh và chị. Xác minh là chúng tôi muốn cần thêm thông tin của người bị tai nạn, là không biết giờ chú và chú đã đỡ đi được, đi lại được chưa? Cảm ơn các anh, phải đi lại được. Nếu đi lại được thì chúng tôi muốn là chú về gọi vợ chú ra là đi xuống là hiện trường, tôi xác minh một số chi tiết thêm. Bây giờ em về em bảo là phải em lên cái số hiện trường những họ bị tai nạn nhé. Vâng, thế em đi về đấy thì chúng tôi cũng sẽ đi luôn, đi xuống hiện trường luôn. Các anh công an, các anh bảo là
hiện trường hôm nọ em bị tai nạn ấy. Thế có Nhật biết là cái xe màu gì không? Dạ, em chỉ nhớ mang máng là xe màu xanh ạ. À, xe màu xanh à? Vâng. Có nhớ biển số gì không? Biển số em không nhìn rõ ạ. À, không nhìn rõ ạ. Vâng. Vâng, cái này thì chúng tôi sẽ xác minh rõ, kiểm tra lại những cái chi tiết là hôm nọ là ngã ngay chỗ này đúng không? Vâng, ngay chỗ này ạ. Vâng, sau là xe đi qua chỗ nào nhỉ? Xe người ta dựng lên này, em có nhìn thấy không? Người ta đi bên này hay bên kia? Bên kia. À, bên kia. Bên kia sang bên này. Vâng. Em bảo xe đi sang bên kia đúng không? Không, từ bên kia. À, từ bên kia sang cùng chiều à? Vâng. À. Ngay chỗ này anh ạ. À, ngay chỗ này ạ? Vâng. Đây. Thế em không nhìn gió thế nào? Dạ, để. Đấy, em chỉ nhớ là em đang xách đồ đi từ bên kia sang bên này. Đúng chỗ này là xe quyệt và em ngã đúng ở đây ạ. À, ngã đúng chỗ này đúng không? Là người lái xe thì ngã lăn sang bên kia. À, người đấy tầm khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc tầm khoảng hơn 30-40 tuổi. À, vâng, vâng. 30-40 đúng không? Vâng. Có như có say rượu hay sao? À, say rượu à? Vâng. Vâng. Vâng, xe màu xanh ạ. Vâng, vâng. Vâng, cái này thì vâng, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Nhưng cái này chúng tôi sẽ báo lại với anh chị là sớm nhất trong cái thì chúng tôi xác minh rõ những người gây tai nạn, chúng tôi sẽ báo cáo lại sớm nhất là cho chúng là cái việc chúng tôi xác minh lại rõ rồi là như chúng tôi sẽ làm trong xác minh lại tất cả một cái điều rõ ràng, có chi tiết gì chúng tôi sẽ báo cáo lại anh chị khi có chúng tôi phát hiện được người tai nạn đấy, chúng tôi sẽ báo cáo lại và xử lý và sẽ mở tâm nhá, là chúng tôi sẽ là xác minh lại rõ ràng tất cả một cái thông tin cho chúng tôi sẽ báo lại anh chị sớm nhất. Vâng, cho anh chị cứ về đi rồi chúng tôi cái đề việc này, cái việc của chúng tôi sẽ xác minh sớm nhất cho anh chị biết là cái thông tin thôi. Cho anh chị về đi. Chăm sự nhờ anh ạ. Vâng rồi, tôi vâng tôi về đây. Trước nhé, em phải cháu về trước nhé. Vâng. Anh trên quán này ít thức ăn nhé. Vâng. Em về trước nhé. Kia là mình có bán không em? Có
con đi. Thank you.
nhé. Ừ, không được vứt nhé. Cái tin thấy người đây có từng ấy vậy thằng âm này. Em ăn con này. Âm này. Ôi trời.
ông rửa nhé. Ông rửa nhé mẹ. Ông phải chắc máy quá. Tao về rồi. Ông mưa rồi, chắc mưa đó. Em ơi, đây. Về đây. Em không mệt quá. To đấy. Nào đây, chú đây. Đấy. Anh ở đây cũng được mấy hôm ấy, thì anh muốn đi làm một hai hôm để cho nó cải thiện, được có đồng ra đồng vào để mình có cải thiện hơn đấy. Vâng. Em với con ở nhà làm gì làm nhé. Vâng. Giữ gìn sức khỏe nhé, anh đi chắc 2-3 hôm thôi, ở ngay trên này thôi. Họ bảo anh đi làm mấy hôm. Vâng. Giúp nhá. Vâng, thế anh cứ đi làm đi. Xong là mẹ con em ở nhà được nhá. Ở tay. Nhá, anh đi làm. Anh hôm. Hai nhá. Anh làm ngoan nhá. Đi làm nhá. Nhá. Ừ, kêu.
Anh nhá. Anh đi làm nhá. Bye bye chú nhá. Một kẹo gì nhá. Bye bye. Bye chú nhá, chú đi làm nhá. Anh đi nhá. Đi nhá. Anh đi làm cẩn thận nhá. Rồi, chú đi sang bên với con nhá. Bye bye. Lòng nghỉ ngơi bổ ra ăn cho nó mát nhé. Bye bye nhé. Yeah. Ê, yeah. Đi làm cẩn thận nhé. Bye bye. Anh đi làm cẩn thận nhé. Con mình hái ngô đi bán nhé. Bẻ ngô đi bán nhé. Lấy tiền mua sữa cho con nhé. Đóng cửa nhá, cô chú con lại vào nhà đi nhỉ. Thank you.
nhanh nét. Bà Nô lấy tiền mua sữa cho con nhé. Cái nhà mà mai rồi
dành năm. Tại cho quần đại mà có con tổ thủy mình nữa nào với hi kia bật cho lại tại xin đem tổ nào đại mà xin đem mình đi điểm mà cả
con tụt thì ôi xem đi. Ê ăn kem em ơi. Vâng. Nào nè. Ui giời. Con mua kem sữa về cho con nhé. Để em tự lấy được mà. Ê ăn kem thôi nhỉ. Ăn sữa nhé. Ăn kem đi anh. Ăn đây. Ô. Ăn rồi. Đang bị đường xa quá. Anh ăn gì? Ngon lắm kìa. Anh đi làm có mệt không? Bình thường, việc nhà. Thế anh về em chưa nấu cơm đấy. Anh cắn mình miếng đi. Ê ơi ơi. Ủa về tàn rồi nhá. Thì nói anh ạ. Đây. Đây anh bận lắm đây này, cho toàn là ấy này. Cát này. Con mà kìm dằn hơi ổ con tổ thuy có đuôi gì con tổ thuy à khoảng chiếc theo nó mình người ta ao để xe ô ngồi cóng lại nó nhạc nhìn xanh ngàn tỷ cứu như ta to nó ổ à mùa vua đen tây gì thả lại đào vũ mây à đấy hôm nay đi làm được người ta cho đợi bàn này này em cầm đi cầm của anh. Không lấy đâu em anh cầm cứ đi cầm lấy đi anh cứ giữ lấy đi em không cầm đâu em giữ ấy đi em không giữ ấy đâu. Đây, cầm hộ anh thôi. Thế em giữ hộ anh nhé. Đây đây. Để nào đi đi. Nào không. Tí tao là đen. Đen đen. Tay diệt thay lại đang vú mua. Mày vú ít tao lại. Diêm cho hãy phủ nó quá. Vú đen. Tí tao là đen họ. Tay diêm thay lại vú đen. Nào. Đi cháu anh đi sửa nước đi. Làm nước ở đâu? À nhà. Đi. Mày ăn thịt kiểu quá. Mày đây, mày làm như là ui đừng ngã ra nó. Qua muốn mày. Nhớ mày hoa mày, nhớ xe mày. Nhìn chờ cho nai một tí hoa, nhớ phu cho mày tình cảm kiểu đại. Mày nông con nó mày có sao vậy? Nhớ phu cho mày tình cảm kiểu đại mùa. Mày có sao vậy, nhớ xe mày. Mày nhớ con đàn, mày nhớ con đàn. Tại vì bãi mùa đó, nhớ hoa mày. Mày nhớ con đàn mùa. Nhớ mày xe mày. Tôi nhớ tròn tầy, thêm mà. Tôi dâm mùa nãy họ, tấu thê, tấu thuê, tấu thuê, tấu thuê, tấu nhằn. Mày mà mày 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 m
đây. Mấy mày nhá lộ. Thật nhưng mà căng mày nhá. Nè. Mày nhá. Nè nè, đây lộ. Đây lộ. Đây, chúng hoa giúp bỏ một anh cái chiếu cho toàn mấy đây. Hoa mua đi. Quảng đây. Làm sao đấy em? Nói nghe nghe nào. Rồi là mẹ anh đến đây. Không có anh đây thì không lo đâu. Rồi là mẹ anh. Mẹ anh đến đây. Mẹ anh đến đây rồi. Không gặp anh. Mẹ của anh đấy. Anh rồi. Anh ơi là không sao đâu. Người già thông cảm cho mẹ anh. Anh thấy mẹ anh cho anh xin lỗi nhé. Thôi em lên trên này đi. Không, anh biết cái chuyện này là mẹ anh sai rồi. Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Mình khóc với em ạ. Khóc nhé. Thôi em ngồi nghỉ ở đây nhé. Anh đi nó ngồi nghỉ nhé. Chuyện này để mai anh đi anh nói chuyện lại với mẹ anh. Em cứ ngồi nghỉ đi nhé. Nào. Em ơi nào. Chú đi nấu cơm đi cho mẹ. Nghỉ tí. Em nghỉ tí nhé. Anh nấu cơm nhé. Đi. 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 Đi